Mới đây, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin nhanh, đơn vị đang tạm giữ bà Lê Thị Lại, sinh năm 1964, trú tại thôn Phú Sâm, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản theo đơn tố cáo của người dân. Được biết, bà Lại đã lợi dụng lòng tin để lừa đảo rất nhiều người tại địa phương với số tiền lên đến hơn 200 tỷ đồng. Đây là một trong những vụ vỡ hụi trăm tỷ gây rúng động dư luận trong thời gian qua. Thêm lần nữa, như một lời cảnh tỉnh đến nhiều người, đừng vì lòng tham, ham lãi suất cao, muốn sinh lời trong thời gian ngắn mà phải lâm vào cảnh điêu đứng. Bà Lê Thị Lại là chủ của khoảng 30 dây hụi và bất ngờ rời khỏi địa phương hồi tháng 1 năm nay. Quá trình điều tra, Công an huyện Hàm Thuận Nam xác định số tiền bà Lại nợ hơn 200 tỷ đồng và chuyển hồ sơ vụ việc lên cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận điều tra. Chiều 11 tháng 4, bà Lại bất ngờ xuất hiện tại một văn phòng công ty bảo hiểm ở Phan Thiết. Một người đã nhận ra bà Lại nên đã thông báo cho nhiều chủ nợ khác. Nhiều người kéo đến và gọi báo công an phường. Sau khi bà Lại được đưa về phường thì rất nhiều người từng chơi huê hụi của bà tập trung tại trụ sở để đòi người này trả nợ. Trước tình hình trên, xe của công an đã đưa người phụ nữ này đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bàn giao để điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo thẩm quyền.